Monkey BB. Chơi à? Hay đi đâu? Chơi hả? Các em đi chơi hả? Thế thì mang em đi chơi một lúc thôi nhá. Về ăn cơm tối cho chơi đi. Trời, vui hả? Ừ. Mang em đi đi. Đi nhá.
Nào quá. Con luôn đó. Con luôn đó. Con luôn đó. Con luôn đó. Cả đi mà trước thôi mà tối rồi còn chưa về ta. Nó hắn nào đi đâu rồi? Đi ơi! Đi! Đi ngồi đây ạ. À. Bi, sao bên đây ngồi? Sao không đi vào nhà chơi? Ừ. Sao bên đây ngồi từ nãy giờ ấy hả? Ngồi bạn chơi với Bi à Bi? Các bạn đi đâu hết rồi? À, Bi chạy vào đấy à Bi? À, Bi, làm gì đấy? À, đi chơi ô tô hả? À, sang đây giờ bún ở trong nhà ăn cơm rồi, không ai chơi với Bi, Bi ngồi ngoài cửa à Bi? Ba ngồi trong đường nha. Hello, chặt quá. Đi đâu rồi? Đi lên đây với chị nào. Em Bi nãy giờ không dám vào à Bi? Không thấy ai nên không dám vào đúng không? Giờ được vào chơi thích nha. Bi hôm nay xin chị mang em đi chơi mà. Tại ngồi ngoài cổng thế à? Không gặp bạn nào chơi à Bi? Chắc là muộn rồi các bạn về nhà tắm rửa ăn cơm hết rồi đấy nhỉ. Thương Ti. Em biết cái xe ô tô này không Vi? Hả? Cái xe này to rất là đắt tiền lắm đi nhỉ. Đi đâu? Đi chơi đi. Hôm nay mình về đi nhỉ. Đi chơi một xíu rồi mình về nha. Đi thích xe ô tô quá. À, dùng có một cái xe này á, để đi chở em đi chơi mình thích đấy nhờ. Đúng không Bi? Bảo Bi nhá, để có vô lăng phải lái xe này. Bi phải ngồi đây Bi, Bi. Thích nghịch quá. Công ty phải cầm lái chị xem nha. Đấy, để có vô lăng phải lái xe này. Bi có thích không Bi? Bi, mai em đi sang đây để chơi ô tô à. Không được vào hả? Không ai mở cửa đúng không? Hai em ngồi vào tường cửa này. Mai mày đi sang chứ, chả về kêu chị gì cả. Đấy. Thế tối rồi á, mà hai anh em chưa về nên chị chạy đi tìm đấy. Mọi người ơi, hôm trước mình có đưa Baby với Titi sang đây chơi ô tô. Chắc anh đi nhớ đấy, vì hôm nay dắt em sang đây chơi. À, không đi. À, trời tối rồi nên mình thấy hai anh em chưa về nên mình chạy đi tìm hai anh em này. Thấy anh em, hai anh em đang ngồi ngoài cửa đó mọi người ạ. À. Em đi cũng ngoan lắm. Không thấy ai nên cũng không dám tự tiện vào nhà người ta đâu. Thấy chị đến xin phép rồi ạ. Mới đưa hai anh em vào đấy nhỉ. Không. Ấy, cẩn thận đi. Đi thì thích thú lắm mọi người ạ. Chắc là mình sẽ về hàng với ba. Cố gắng mua cho hai đứa một cái mình chơi. Chứ bây giờ mình ở nhà chăm hai đứa không có kinh tế mọi người ạ. Này, này.
Chị đưa hai em về để còn tắm rửa, ăn cơm nữa, không có trời tối mất. Ta để anh thấy là lại mong. Nào đi. Thôi nhá, bây giờ mình về đây nhá. Chị đưa hai đứa về nhá. Rồi, giờ sau chị lại đưa anh chơi nhá. Rồi. Đi. Không về à, đi. Đi ơi. Chị về thế này, chúng ta ở đây chơi thôi. Thôi đi nhé, về nhà thôi nhé. Về còn tắm rửa ăn cơm nào. Đi. Đấy mọi người ơi, Vy đang thích lắm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của gia đình mình nha. Mọi người hãy like và subscribe kênh, để lại ý kiến đóng góp ở dưới phần bình luận để cùng mình chăm sóc baby và TV mỗi ngày nha mọi người. Bye bye mọi người. Thank you.